Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tiêu dùng thông minh hôm nay. Tôi là Thanh Vân, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Lựa chọn sản phẩm giảm triệu chứng khó chịu do uống rượu bia nhờ thảo dược thiên nhiên. Giải pháp an toàn hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan. Thưa quý vị, hiện nay thói quen sử dụng rượu bia đã gây nên nhiều bệnh lý về dạ dày và gan. Không chỉ ở nam giới mà cả ở nữ giới dưới 30 tuổi, nhóm người có thói quen sử dụng đồ uống có cồn khi tiếp khách và tiệc tùng liên hoan. Điều này ảnh hưởng tới sức khỏe và sắc đẹp của nữ giới. Mới đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu và chiết xuất ra những sản phẩm từ thảo dược thiên nhiên có tác dụng giảm các triệu chứng khó chịu do uống rượu bia, hỗ trợ giải độc gan và hạn chế tác hại của bia rượu với sức khỏe của người sử dụng. Theo y học cổ truyền, có rất nhiều thảo dược giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng do say rượu bia, hạn chế tác hại của bia rượu như cà gai leo, lá dong, xài đất, rau má, mã đề. Đặc biệt cà gai leo, ngoài tác dụng chống cảm giác say, còn có khả năng giải độc rượu bia rất hiệu quả. Ngoài ra, các nhà khoa học còn nghiên cứu và tìm ra trong cà gai leo có chứa chất glycoalkaloid, một chất rất tốt cho gan, giúp tăng cường chức năng gan hiệu quả. Kết hợp chiết xuất từ cà gai leo, lá dong, xài đất và nhiều loại thảo dược tự nhiên, nước giải rượu Thaga là phương pháp hiệu quả, tác dụng nhanh, giảm các triệu chứng khó chịu do uống rượu bia. Ngoài ra, sản phẩm còn được bổ sung thành phần Hovensoy HD1 chiết xuất từ cây khúng kháng, có tác dụng tăng hoạt chất enzyme, chuyển hóa rượu và giảm nồng độ cồn trong máu, có hại cho gan. Thưa quý vị, gan là cơ quan đóng vai trò quan trọng của cơ thể con người, đảm nhiệm nhiều chức năng liên quan đến hoạt động sống của cơ thể. Vì thế, gan rất dễ bị tấn công bởi nhiều nguyên nhân dẫn đến tổn thương, dẫn đến suy giảm chức năng gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên hỗ trợ tăng cường chức năng gan, bảo vệ gan đang là phương pháp được nhiều bệnh nhân tin tưởng lựa chọn. Gan đảm nhận thực hiện khoảng 500 chức năng quan trọng trong cơ thể, trong đó có 3 chức năng quan trọng là tiết ra dịch mật giúp tiêu hóa thức ăn, thanh lọc độc tố cho máu đi nuôi cơ thể, dự trữ gluco để tạo năng lượng khi cần thiết, yếu tố di truyền, virus, một vi khuẩn, ký sinh trùng từ môi trường, chế độ ăn uống nhiều hóa chất, phẩm màu, thực phẩm nhiễm nấm mốc, sử dụng rượu bia là những nguyên nhân góp phần làm gia tăng các bệnh về gan. Những dấu hiệu bệnh gan thường không rõ rệt trong giai đoạn đầu hoặc giống với các bệnh lý thông thường khác như mẩn ngứa, rôm sẩy, mề đay nên dễ khiến người bệnh chủ quan, dễ bỏ qua. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng men gan cao, viêm gan, xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Trong y học cổ truyền có rất nhiều vị thuốc quý hỗ trợ cải thiện các bệnh lý về gan, tăng cường chức năng gan, có thể kể đến như kế sữa, cà gai leo, atiso, rào cổ lam, diệp hạ châu, đặc biệt là hoạt chất silymarin chiết xuất từ cây kế sữa có đặc tính chống oxy hóa cao, kháng virus và chống viêm, tác dụng hiệu quả trong việc điều trị rối loạn gan, ngăn ngừa cũng như điều trị ung thư và thậm chí còn bảo vệ gan trước độc tố xâm nhập vào cơ thể. Với sự phát triển của kỹ thuật hiện đại, các nhà khoa học đã chiết xuất thành công dược chất có trong các loại thảo dược quý kể trên, tạo nên công thức có trong sản phẩm Gan Tâm Đường. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, đạt chuẩn GMP, kết hợp các thành phần theo tỷ lệ chuẩn, bào chế dưới dạng viên hoàn, đảm bảo giữ nguyên được dược chất, an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng. Thường này có nhiều sản phẩm, nhưng một trong sản phẩm mà tôi rất là tâm đắc đó là sản phẩm Gan Tâm Đường. Chúng ta biết là sản phẩm gan tâm đường này với những thành phần ví dụ như là kế sữa, rồi thành phần từ diệp hạ châu, cà gai leo, actiso. Đây là những thành phần rất là quý và có cái tác dụng làm giải độc, thanh nhiệt và giúp bảo vệ tế bào gan. Và cái đối tượng sử dụng tôi nghĩ rằng rất là nhiều các đối tượng sử dụng. Từ những trường hợp ví dụ như là người béo phì, thừa cân, những cái trường hợp như là uống rượu nhiều, tình trạng gan bị nhiễm độc từ những cái tình trạng như là đồ uống có cồn, những cái trường hợp mà viêm gan do virus, những trường hợp vàng da, những cái trường hợp xơ gan, ung thư gan, hoàn toàn chúng ta có thể hỗ trợ để giúp cho giải độc gan, nâng cao chức năng gan, bảo vệ chức năng gan. Sản phẩm gan tâm đường thích hợp với người bị suy giảm chức năng gan với các biểu hiện rôm sẩy, mẩn ngứa, mề đay, vàng da, men gan tăng, sử dụng nhiều loại rượu bia, hóa chất. Trong gia đình cũng có người bị bệnh gan rồi, thế cho nên là bà vợ tôi nghe các bạn bè giới thiệu mua cho tôi gan tâm đường. Cái sản phẩm này phải nói là tốt thật. Tôi mới sử dụng có một tuần thôi mà thấy ngứa ngáy nó giảm hẳn đi. Đấy. Mà nó mệt mỏi nó cũng hết. Thế chính vì thế tôi yên tâm tôi sử dụng tiếp. Mà sau một liệu trình thì đến bây giờ bà vợ tôi cũng hay là tất cả mọi người trong gia đình đều khen tôi dạo này khỏe mạnh, da dẻ hồng hào lên. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với những ai
bị gan hoặc là bị có vấn đề về gan thì nên sử dụng tìm và sử dụng cái sản phẩm gan tâm đường này. Gan tâm đường hiện đang là sản phẩm được nhiều bệnh nhân tin dùng, sản phẩm được chứng nhận an toàn với sức khỏe người sử dụng và được các chuyên gia y tế khuyên dùng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tiêu dùng thông minh hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.